Ok đấy thì như hôm qua mình đã nói chuyện với các bạn ấy thì là bọn mình đã dọn hết rác rồi. Nhưng mà khi mà dọn rác ấy, ở dưới cái những cái rác ấy thì nó bị đọng lâu ngày ấy, kể cả nước biết hay chất bẩn nó ra nó làm cho bẩn mặt đường. Với cả kể cả những cái đất ấy, cái đất mà bụi ấy, khi nó dính ở đấy nó cũng chạy được, nó trở thành một cái lớp bùn. Đấy các bạn nhìn xem này, nó rất là xấu ấy. Đấy nó lớp bùn này này, nó bẩn lắm. Đấy, thì mình muốn làm sạch đi, tại vì đã chốt làm thì làm cho thật sạch chứ ạ. Làm nửa chừng cũng được, thì hôm nay bọn anh em mình đến đây làm đấy, bắt đầu mình làm đây. Đấy, bắt đầu mình phải cạo trước. Đấy, cạo trước đã. Đấy, như này đã. Hơi khó thì hơn này chấp nhận đây. Xong mình quét. Đấy. Nó không có cái máy xịt. Nếu có máy xịt thì tốt lắm, có máy xịt thì tuyệt vời luôn, thì nó chạy luôn, máy áp suất cũng đặt mua rồi ấy, nhưng mà nó chưa về. Đấy thì quét này, đấy các bạn thấy không, nó sạch không? Xong tí mình rửa nước cực sạch luôn. Đấy. Đấy các bạn thấy không? Sướng không? Đấy. Thì đây là đất thì mình ấy lên trên được. Đấy. Tháo sạch quý vị không? Xong tí mình rửa nước sạch luôn. Mà nói trước các bạn nhé, đây không phải là được trả tiền nhá, đây không phải là công việc nhá, mà đây là chẳng qua mình làm để cho mọi người nhìn thấy cái ý thức cộng đồng thôi nhá, chứ không phải đây là làm được trả tiền nhá, không phải là công việc của mình như này nhá. Thì đây là đất mà. Các bạn nhìn này, đây còn có, đây là bê tông này, người ta ấy bê tông ấy, khó lắm, đánh tan bê tông này, đấy các bạn thấy không? Đấy, nó là lớp bê tông người ta đánh ấy, người ta đánh vữa đây này, người ta không làm sạch. Các bạn thấy không?
Đây là bước đầu đấy. Bước đầu anh em tôi. Tí nữa sẽ được xả nước lần thứ hai nữa thì tôi nghĩ rằng nó sẽ sạch hơn một tí nữa. Chắc chỉ vậy thôi. Còn những cái chỗ ngoài công cộng này, tự nhiên này thì đợi trời mưa ấy, trời một trận mưa to ấy, nó sẽ rửa sạch hết. Rất là đẹp. Đặc biệt là khi mình làm này là hết mồ hôi như ngày hôm qua ấy. Đấy, đại khái như vậy. Ok, tí nữa mình sẽ làm một lượt nữa về nước, đổ nước rửa bằng nước nữa thì tại vì bọn mình phải đi xin. Thế thành ra là đợi thêm tí nữa nhá. Đấy, mình đổ nước quét lần này nữa là mình nghĩ lâu tí, anh em thông cảm. Còn cái làm cứng quá đấy, phải thông cảm. Tất cả dùng tay mà. Đấy, quét đầu này, cho nước dội lấy ra. Nước phải đi xin đấy, chứ không phải là nước có đâu. Đấy, có gần nhà đâu. Chứ hôm nào mà có cái máy kia thì ngon ngay. Đánh bóng luôn. Anh em ra ngồi. Sướng luôn. Đã chưa? Sạch chưa? Đấy. Có lẽ công việc ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Đây mọi chuyện nó cũng sạch sẽ lắm rồi. Nếu mà mưa đến nữa thì càng đẹp. Đấy quý vị biết. Xin chào và hẹn lại quý vị trong những bài là những công việc tiếp theo nhé. Một chỗ giờ phút này, lúc đầu nó rác như thế, bẩn như thế, nó hôi thối. Bây giờ mình không thể làm thật sự sạch như ở nhà mình được, nhưng ít nhất hết mùi hôi thối rồi các bạn. Đi qua đây thơm tho là một, thứ hai rất là sạch. Xin chào và hẹn gặp lại. Đấy, các bạn vừa đi qua những cái rác đúng không? Các bạn biết tại sao mình cũng làm những cái chương trình mà dọn rác không? Bảo vệ môi trường không? Đó là vì sức khỏe cộng đồng đấy các bạn ạ. Và môi trường sống mạnh khỏe, xanh sạch đẹp. Cũng như là bao nhiêu khẩu hiệu mà hiện tại bờ thủ đô cũng như là nhiều thành phố của Hà Nội mình cũng như là thành phố của Việt Nam mình cũng nhiều nơi mong muốn như vậy. Mình chỉ mong muốn đấy thôi, chả có gì cả. Hy vọng là các bạn ủng hộ. Nếu các bạn thấy quý mến mình thì các bạn like và share cho mình. Đấy. Các bạn sống mình nó thật, các bạn không khí mà tốt, không ô nhiễm hay là xanh sạch đẹp thì sống rất sướng. Chúng ta tự sướng đó, chả phải ai sướng, mà tự hạnh phúc. Và nói thật với quý vị chứ không có gì bảo. Đỉnh cao của đỉnh cao đấy quý vị, cứ sống trong cái điều kiện hạnh phúc, vui vẻ này, ai chả thích. Nó chỉ có thế thôi, chả có gì quý vị. Nhiều người cứ mong muốn nó phải thế này thế nọ, nhưng mình đối với mình nói thẳng, đơn giản thôi. Có thể mình chưa làm thật tốt được, mình nói thẳng là chưa làm thật tốt được. Nhưng mà mình tin chắc rằng là sẽ tốt, sẽ rất là tốt.